Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ có từ lọ tiêu. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là xì dầu. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là lọ giấm. Bây giờ mình bắt đầu nha. Xin chào Lộc Xê Hô. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ bỏ tím nha. Mình sẽ bỏ tím nha mọi người. Mọi người ơi, mình sẽ bỏ tím nha. Mình đang xỏ màu tím nha mọi người. Mọi người mình đang xỏ màu tím nha. Mình đang xỏ màu tím nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một xỏ màu xanh dương. Mọi người xong màu tím mình sẽ xỏ màu xanh dương nha. Xong màu tím mình sẽ xỏ xanh dương nhé mọi người. Bây giờ sẽ dán nha mọi người. Mọi người bây giờ mình xỏ màu xanh nõn nha. Bây giờ mình xỏ xanh nõn nha mọi người. Mọi người mình xỏ xanh nõn nhé. Mình sẽ cắt giá sau nha các bạn. Loại nước mắm ở Việt Nam 20 loại nước mắm ở Việt Nam. Mọi người bây giờ mình sẽ xỏ màu vàng nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu vàng nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu vàng tiếp tục đi. Sau hai màu này mình xỏ hạt tròn. Mọi người ơi, sau hai màu này mình xỏ hạt tròn nha. Bây giờ mình xỏ hạt tròn nha mọi người. Bây giờ sẽ lấy bức dạng đi nha các bạn. Loại cá. Bây giờ mình đến sau nhé bạn, rồi sẽ rồi sẽ đến chiều nhé các bạn, rồi sẽ để giảm cái
Mọi người mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Mọi người mình kết vòng nha. Sau phần kết vòng mình sẽ trang trí vòng. Sau phần này mình sẽ trang trí vòng nha mọi người. Mọi người sau phần này mình trang trí vòng nha. Bây giờ mình sẽ cắt sợi hai trung tâm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt nha. Ôi cái đúng nghe nhỏ nó ông mày què mày đi tắt cho lợn này. Bây giờ xem tiếp tục đi vào cắt chảnh cuối nhá. Vòng mình sắp hoàn thành nha mọi người. Mọi người vòng của mình sắp hoàn thành rồi. Vòng mình sắp hoàn thành rồi nha mọi người. Tức là tất cả nó sẽ lỡ rồi mà nó lại tắt cái màn ảo không hả? Thằng kia nói nhiều à? Anh kia dặn nói nhiều đấy. Hôm qua anh Kiên vào bảo chị là Quỳnh Anh để ý nhá, cơm nên làm này mà không nói sang cỗ vào đầu nói như này. Anh bảo thế mà. Nhưng mà người này sang cắt nhưng mình chưa này các bạn ơi, sang cái bộ môn này chị thấy người này cứ ngẫn ngẫn kiểu gì hơn nó nhiều lắm, không cần nhắc. Nói nhiều cái gì? Ừ. Đến bây giờ rồi. Mọi người ơi, vòng của mình đây, vòng mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Hai đứa yêu và thương khó quá. Yêu làm sao rồi em cũng sao. Bây giờ mình sẽ cắt tâm này xong để chú nhé các.